Tin giáo sư chánh tòa Phú Cường. Giáo sư chánh tòa Phú Cường rước kiệu Thánh Thể Chúa trong ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa. Vào sáng ngày 30 tháng 6 năm 2018, cha sở Anton Hà Văn Minh đã tổ chức cuộc rước kiệu trọng thể Thánh Thể Chúa quanh nhà thờ chánh tòa Phú Cường sau thánh lễ mừng Mình Máu Thánh Chúa. Việc rước kiệu Thánh Thể Chúa là nét truyền thống đặc trưng và được xem là việc tuyên xưng đức tin Công giáo cách công khai về sự hiện diện của Chúa Kitô Thánh Thể. Tham dự buổi rước kiệu sáng nay, có 35 anh chị em tân tòng vừa được nhận lãnh các bí tích khai tâm và đông đảo cộng đoàn dân Chúa tham dự thánh lễ sáng Chúa Nhật. Đoàn rước bắt đầu từ cung thánh của thánh đường và được rước quanh nhà thờ. Cộng đoàn cung kính trang nghiêm và sốt sắng đi bên kiệu Thánh Thể Chúa dưới cơn mưa nhẹ nhẹ. Trên đường cung nghinh, Thánh Thể Chúa được kiệu đến linh đài Đức Mẹ và toàn thể cộng đoàn cùng Đức Mẹ dành những giây phút tâm tình lên Chúa. Sau đó, đoàn kiệu tiếp bước trở lại thánh đường và giây phút thiêng liêng này, tất cả mọi người trang nghiêm sốt sắng quỳ chầu mình Thánh Chúa. Những lời ca khen Chúa cùng những lời nguyện xin ơn bình an của mọi người được cung kính dâng lên Thiên Chúa. Phút giây để từng người lắng đọng tâm hồn mình, cảm nghiệm được tình yêu và thánh ý Thiên Chúa đối với mỗi người. Buổi rước kiệu kết thúc đúng 7 giờ sáng và mọi người ra về trong bình an của Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong tâm hồn của mỗi người.